Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 4 tháng 7 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin đàn em của Ba Dũng tại quân khu 9 bị ông Trọng đánh bồi thêm một đòn nặng. Kiên Giang, miền Tây Nam Bộ và quân khu 9 được coi là nơi xem là căn cứ địa của phe Ba Dũng. Đã nhiều năm nay, Nguyễn Phú Trọng muốn tỉa từ từ và cũng tỉa được khá nhiều. Không biết lần này ông Nguyễn Phú Trọng đánh tỉa sẽ làm cho phe Nguyễn Tấn Dũng suy yếu được gì? Chỉ biết đến giờ này, thế lực của Nguyễn Tấn Dũng vẫn chưa hề lung lay và luôn vững mạnh. Ngày 5 tháng 5 năm 2019 trước đây, khi đó Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thông báo kỳ họp thứ 35 do ông Trần Cẩm Tú, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp. Lúc đó, Ban Bí thư quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với Nguyễn Hoàng Thủy do đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc. Thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý, thiếu kiểm tra để xảy ra sai phạm, khuyết điểm trong công tác quản lý sử dụng đất tại Sư đoàn 8, để nhiều tổ chức đảng và đảng viên liên quan bị xử lý kỷ luật. Đến ngày 9 tháng 6 năm 2020, thì ông Nguyễn Hoàng Thủy bị ông Nguyễn Phú Trọng cho đánh bồi thêm một gậy nữa và đã phải rời chiếc ghế tư luận quân khu 9. Thực tế, tại quân khu 9, thế lực của Ba Dũng còn khá đông đảo. Vì vậy, việc kỷ luật cách chức một mình tướng Nguyễn Hoàng Thủy chưa nói lên điều gì cả. Từ ngày ông Nguyễn Hoàng Thủy bị cách chức, thế lực của Nguyễn Tấn Dũng vẫn mạnh lên từng ngày qua việc ông Dũng xây dựng vị trí Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho cậu con trai Nguyễn Thành Nghị. Và đây được cho là bước dọn đường để Nguyễn Thành Nghị sẽ lên làm Phó Thủ tướng vào nhiệm kỳ tới. Đây là hình ảnh vào ngày 25 tháng 5, ông Trần Văn Tài bị cách hết các chức vụ trong đảng. Nguyễn Phú Trọng được xem như là một cán bộ mẫn cán. Ông không bao giờ bỏ qua công việc đốt lò. Dù không đốt được cây cổ thụ thì ông cũng ngày đêm tỉa cành một cách công phu. Có thể ông quan tâm và quan điểm rằng ông cứ từ từ cắt tỉa cành thì cây cũng chết và thành củi trăng. Đây cũng có thể là triết lý của ông Nguyễn Phú Trọng. Có thể nói từ năm 2016 cho đến nay chưa có thế lực nào mà bị ông Nguyễn Phú Trọng đánh mạnh như thế lực Nguyễn Tấn Dũng. Ông đã đưa rất nhiều tên tuổi lớn đã từng dưới trướng của Nguyễn Tấn Dũng vào lò, nhưng vẫn không làm gì được với ông Nguyễn Tấn Dũng. Và câu hỏi đặt ra, Trần Văn Tài rồi còn ai bước tiếp nữa? Vào hồi 25 tháng 5, ông Trần Văn Tài, thiếu tướng, phó tư lệnh quân khu 9, bị cách tất cả các chức vụ trong đảng. Quyết định được đưa ra tại kỳ họp cùng ngày của Ban Bí thư theo thông cáo của Văn phòng Trung ương Đảng. Tại cuộc họp đấy, Ban Bí thư xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và kết luận trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu, thiếu tướng Trần Văn Tài đã có nhiều vi phạm. Cũng vẫn theo bài cũ, ông Nguyễn Phú Trọng cho Ban Bí thư kết luận ông Tài đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của Đảng ủy Quân sự tỉnh Bạc Liêu, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra vi phạm pháp luật và quy định của Bộ Quốc phòng trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác huấn luyện, diễn tập và thực hiện quyết toán, sử dụng kinh phí trái quy định. Ban Bí thư nhận định, vi phạm của Thiếu tướng Trần Văn Tài là rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín tổ chức của Đảng, Quân đội Nhân dân Việt Nam, gây bức xúc trong dư luận đến mức cần phải kỷ luật nghiêm minh. Đây là hình ảnh cho đến ngày 1 tháng 7, ông Trần Văn Tài đã bị cách chức vụ trong quân đội. Cũng bài nguyên tắc tập trung dân chủ ấy, ông Nguyễn Phú Trọng đã hạ được nhiều người và lần này ông lại hạ Trần Văn Tài. Đối với Đinh La Thăng cũng như thế và Trịnh Xuân Thanh cũng như vậy. Xem ra ông Nguyễn Phú Trọng rất thích dùng con bài này để triệt hạ phe đối thủ. Với việc trước đây ông Trọng cho kỷ luật và cách chức ông Trung tướng Tư lệnh Quân khu 9 Nguyễn Hoàng Thủy mà không làm thế lực Nguyễn Tấn Dũng suy yếu, thì xem ra người của ông Nguyễn Tấn Dũng cần được ông Nguyễn Phú Trọng loại bỏ cũng rất đông. Được biết, để đi đến quyết định vào ngày 25 tháng 5, thì trước đó tại kỳ họp thứ 3 từ 11 đến 14 tháng 5, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét thi hành kỷ luật Thiếu tướng Trần Văn Tài, Phó Tư lệnh Quân khu 9, nguyên là Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Tư lệnh Quân sự tỉnh Bạc Liêu. Cùng chịu chung số phận của ông Trần Văn Tài còn có Đại tá Lâm Văn Tâm, Trưởng phòng Quân nhu Cục Hậu cần Quân khu 9, nguyên là Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phước Long. Đại tá Lê Hoàng thì giữ chức Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9, nguyên là Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, nguyên Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
và đại tá Đỗ Minh Đầu, Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu cũng bị cảnh cáo. Và giờ đây, cú đánh bồi tiếp theo đã kết thúc sự nghiệp binh nghiệp của ông Trần Văn Tài. Vào ngày 1 tháng 7, ông Nguyễn Phú Trọng đã buộc ông Phạm Minh Chính phải ký quyết định kỷ luật cách chức Phó Tư lệnh Quân khu 9 đối với ông Trần Văn Tài. Theo nguyên tắc Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý thì một khi Ban Bí thư đã quyết định kỷ luật thì Thủ tướng phải ký ban hành quyết định về mặt nhà nước chứ không thể làm khác được. Mặc dù ký quyết định loại bỏ người thuộc vây cánh của Ba Dũng là chuyện không hay, nhưng ông Chính bắt buộc vẫn phải làm. Đây là hình ảnh ông Thiếu tướng Trần Văn Tài. Ban Bí thư kết luận, trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu, Thiếu tướng Trần Văn Tài đã có nhiều vi phạm. Ông Tài bị cho là đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của Đảng ủy Quân sự tỉnh Bạc Liêu, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, thiếu kiểm tra giám sát để xảy ra rất nhiều vi phạm pháp luật và quy định của Bộ Quốc phòng trong lãnh đạo và chỉ huy công tác huấn luyện, diễn tập và thực hiện quyết toán, sử dụng kinh phí trái quy định. Và vẫn dẫn như luận điệu quen thuộc này thì người dân đặt câu hỏi, vậy nguyên tắc tập trung dân chủ là gì? Đó là nguyên tắc phục tùng cấp trên. Ông Trần Văn Tài vi phạm nguyên tắc này, điều đó cũng có nghĩa là ông Tài nghe lời ai khác, cứng đầu với những chỉ đạo của Ban Bí thư. Như vậy là sau khi kỷ luật và cách chức vụ trong Đảng thì đến nay ông Tài đã bị cách chức trong quân đội. Đấy là quyết định cuối cùng và xem như ông Trần Văn Tài đã hoàn toàn bị loại ra khỏi quân đội. Ban thanh tra Đảng là công cụ rất lợi hại. Nó được xem như lưỡi kiếm có thể chém vào bất cứ người nào mà ông Trọng không thích. Nó cũng đã giúp ông Trọng thu thập được rất nhiều thanh củi tươi cho vào lò, dù đó là củi nhỏ hay củi vừa. Và cho đến bước này thì câu hỏi đặt ra là liệu ông Trần Văn Tài có bị sổ khám hay không. Việc cho một ai đó sổ khám nó không phụ thuộc vào người đó có tội nghiêm trọng hay không, mà nó phụ thuộc vào sự nguy hiểm của nhân vật đó với phía đốt lò. Về sai phạm thì ông Hoàng Trung Hải sai phạm lớn hơn Nguyễn Đức Trung, nhưng ông Nguyễn Đức Trung thì bị bắt và Hoàng Trung Hải thì không sao cả. Đó là luật chơi và trò chơi chính trị trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Và cũng không hiểu ông Trần Văn Tài và các thuộc hạ đối với phe đốt lò mang mức độ nguy hiểm như thế nào. Việc cách chức là đủ để loại bỏ người đó ra khỏi quyền lực và xem như là vô hại. Tuy nhiên, với những nhân vật như Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Văn Đua thì khi kết thúc hết quyền lực nhà nước, họ vẫn còn quyền lực ngầm mà bản thân ông Nguyễn Phú Trọng dù cho muốn bẻ cũng không thể bẻ được. Vậy nên, đối với ông Trọng thì ông phân loại đối tượng rất kỹ. Được biết, thủ trưởng của ông Trần Văn Tài là ông Nguyễn Hoàng Thủy khi bị cách chức cũng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Có lẽ rằng ông Thủy khi không còn quyền lực thì cũng đã trở nên vô hại. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng sẽ sớm nhóm lò trở lại. Từ trường hợp của ông Nguyễn Hoàng Thủy thì cũng có thể cho thấy rằng khả năng cao là phe đốt lò sẽ không bắt Trần Văn Tài cho vào lò. Chỉ cần ông ta rời chức vụ và để lại chiếc ghế cho người khác là được. Cuộc chiến đốt lò của ông Nguyễn Phú Trọng vẫn đang tiếp tục. Không biết trong những ngày sắp tới, ông Trọng sẽ cho thanh củi nào vào lò. Tất cả những thanh củi vừa tầm thì ông Trọng đã đốt gần hết. Còn lại có lẽ là những thanh củi lớn. Và thanh củi quá nhỏ thì có lẽ để nhiệm kỳ 3 này ông Trọng sẽ dọn tiếp. Tuy nhiên, vấn đề là ông Trọng có dọn nổi hay không mà thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.d ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 4 tháng 7 năm 2021 với bản tin Đàn em Ba Dũng tại quân khu 9 bị ông Trọng đánh bồi thêm một đòn nặng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.d.